Chào cả nhà thân mến, hôm nay mình lại hướng dẫn cả nhà mình dán bộ huyệt tiếp theo, cũng nằm ở trên tay. Bộ huyệt đó chính là bộ huyệt tiểu trường. Cả nhà mình cùng bắt đầu nhé. Cả nhà mình cùng chuẩn bị miếng dán xà lông bạt nhé. Rồi, cắt nhỏ ra như thế này và chúng ta bắt đầu dán bộ kinh tiểu trường hay còn gọi là bộ thủy thủ châm. Đây là một bộ chuyên chữa trị các bệnh về ruột non. Bộ kinh đại trường bộ mở trên ngón tay út. Bây giờ mình bắt đầu dán nhé. Huyệt đầu tiên của bộ kinh tiểu trường là huyệt thiếu trạch, nằm ở góc móng phía ngoài của ngón út. Huyệt tiếp theo của bộ tiểu trường là huyệt số 2 của đường kính tiểu trường là huyệt tiền cốc. Nó nằm ở ngay cái viên ngón út hay còn gọi là ngón số 5 ấy, nằm ở phía ngoài, huyệt nằm ở cái khớp tiếp giáp cái khớp của cái ngón út này. Huyệt tiếp theo là huyệt số 3 của đường kính tiểu trường là huyệt hầu khê. Huyệt hầu khê thì nó nằm đâu? Đây, huyệt hầu khê nó nằm ở ngay phía viên của cái ngón số 5 phía ngoài này, nằm ở cái khớp của ngón tay số 5 ấy, nằm ở cái khớp đấy, khớp tiếp giáp với lòng bàn tay, với cái bàn tay đấy. Đấy chính là huyệt hầu khê. Huyệt tiếp theo là số 4 của đường kính tiểu trường, chính là huyệt uyển cột. Huyệt uyển cột thì ngay ở cái chỗ lõm gần cổ tay với cái ria ngón út đấy, ngón số 5 ấy, ngay cái chỗ lõm này. Đây có một cái chỗ lõm này. Đấy chính là huyệt uyển cột. Huyệt tiếp theo là huyệt số 5 của đường kính tiểu trường, gọi là huyệt dương cốc. Huyệt dương cốc thì nó nằm ở ngay cái ria ngón út, cái chỗ giao với cái cổ tay ấy. Đây, ngay cái chỗ giao với cổ tay này, có một cái chỗ lõm đây. Đây chính là huyệt dương cốc. Huyệt tiếp theo của đường kính tiểu trường là huyệt số 5 của đường kính tâm, chính huyệt thiếu hải. Đây là huyệt tiếp theo của bộ tiểu trường. Huyệt tiểu hải thì nằm ở đâu? Gấp cái tay vuông góc lại, nó nằm ở ngay cái chỗ nếp gấp của khuỷu tay phía trong ấy, nằm ngay cái nếp gấp cuối này này, nếp gấp cuối của khuỷu tay phía trong. Khi mình gấp tay lại như thế này thì đấy chính là huyệt thiếu hải. Huyệt này là huyệt số 5 của đường kinh tâm. Huyệt tiếp theo là huyệt số 4 của đường kinh tam tiêu, chính là huyệt dương trì. Úp năm bàn tay lại thì nó là cái điểm nối của tất cả các cái gân của bốn cái ngón tay này với cái xương mắt cá ngoài. Đây, ngay góc này có cái xương mắt cá ngoài đấy, điểm nối của bốn cái ngón này đấy, thì đấy chính là huyệt dương trì. Huyệt tiếp theo của bộ huyệt chính là huyệt số 3 của tâm bao lạc, tên của nó là huyệt đài lăng. Khi mình chùm các cái ngón tay lại như thế này thì tạo thành một cái chỗ lõm ở đấy. Đây, chỗ lõm tiếp nối của cái bàn tay với các cái lăn chỉ cổ tay đấy. Đấy chính là huyệt đài lăng, là huyệt số 3 của đường kính tâm bao. Huyệt tiếp theo của bộ tiểu trường là huyệt nhì gian, đây là huyệt số 2 của đường kính đại trường. Ngay chỗ lõm ở phía trước của cái khớp ngón trỏ này. Đây. Đây chính là huyệt nhì gian. Huyệt tiếp theo của bộ tiểu trường là huyệt thiếu thương, huyệt này là huyệt số 1 của đường kinh phế. Huyệt số 1 của đường kinh phế là nằm ở góc móng phía ngoài của ngón tay cái. Đây, đây chính là huyệt thiếu thương. Huyệt cuối cùng của bộ tiểu trường chính là huyệt thiên tỉnh. Huyệt thiên tỉnh nó nằm ở đâu? Ngay cái đỉnh từ cái mỏm này, mỏm như thế này. Từ đấy kéo lên một thốn tạo thành một cái chỗ lõm này. Sau cái một thốn này có một cái chỗ lõm. Đây. Một thốn là bằng cái bề ngang của một ngón tay út, ngón tay trỏ. À không, ngón tay cái. Bằng bề ngang của ngón tay cái của người bệnh. Đấy, từ cái mỏm này đó lên một thốn thì ngay cái chỗ lõm này chính là huyệt thiên tỉnh. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bộ huyệt của đường kính tiểu trường. Bộ huyệt của đường kính tiểu trường này thì chuyên chủ trị cả cái bệnh về ruột non.
Trong đó có những cái bệnh như sau. Ví dụ như bị tiêu chảy chẳng hạn, bị thoát vị bèn, hoặc là bị cả cái bệnh về ruột kích thích, hoặc là... Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bộ huyệt của đường kính tiểu trường, hay còn gọi là bộ thủy thủ châm. Bộ này thì chuyên chủ trị cả cái bệnh của đường ruột, ruột non, như là bệnh tiêu chảy này, thoát vị bèn, ruột kích thích, hoặc là thoát vị rốn, hoặc là thoát vị hoành. Chúc cả nhà mình giãn huyệt thành công và có sức khỏe thật là tốt.